Xin mến chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Leo 10 TV. Trong video ngày hôm nay, mình xin được chia sẻ đến quý vị, cô chú, anh chị về một cái mối tình trắc trở của một chị gái tại Việt Nam đã trải qua một cái tình cảm với lại một cái anh chàng Việt kiều Mỹ. Nhưng mà cái cuộc tình này nó không có được đẹp và nó không có được như mong muốn. Kết quả của cái cuộc tình này là một cái sự trả thù. Thì sau đây xin mời quý vị, cô chú, anh chị mình cùng lắng nghe cái câu chuyện của chị gái ở Việt Nam này quý vị nha. 5 năm về trước thì tôi đã gặp và quen cái anh chàng người yêu. Anh ấy không có cần mất nhiều thời gian tán tỉnh mà đã có thể là quen được tôi. Thì giống như trong một cái định mệnh vậy đó, tôi thấy ảnh có gì đó quen thuộc với mình lắm. Đặc biệt là cái nụ hôn đầu á, còn nhiều bỡ ngỡ, rồi sau đó thì hai đứa cũng bắt đầu quen nhau. Tôi hiện tại là người gốc Sài Gòn, và tôi đã đang học và làm việc tại Sài Gòn. Còn anh bạn trai của tôi thì là người Việt nhưng mà sinh sống và định cư tại Mỹ. Thỉnh thoảng thì ảnh về Việt Nam để mà thăm nhà. Vì là cái công việc của ảnh ở Việt Nam nên là hai đứa cũng thường xuyên quen gặp nhau tại Việt Nam. Ngay thời điểm quen nhau đó, tôi cảm giác anh có gì đó thật, không có thật với mình đó, có một cái gì đó giấu giếm. Vì thế mà thời gian bên nhau á, tôi thường rất là nóng tính và hay cau có. Có lần tôi còn tưởng là mình có thai. Thì tôi lật đật tôi báo anh cho anh biết là mình có thai rồi. Thì ảnh lại nói với tôi một cái câu là vậy em đi bỏ đi, chẳng lẽ lại để đó, chẳng lẽ nào để cái thai cho nó lớn. Rồi ảnh kể với là bạn gái cũ cũng, ảnh kể với tôi là bạn gái cũ của ảnh cũng từng bỏ thai một lần. Bạn gái cũ ngày xưa ảnh quen cũng từng phá thai một lần. Thì khi mà tôi nghe anh hành xử như vậy, lúc đó trong đầu tôi bắt đầu hoang mang về cái con người của anh này. Bởi vì là anh vừa vô tâm với mình mà anh còn vừa sẵn sàng bỏ con của mình không một chút chần chừ. Nhưng tình yêu nó đã khiến tôi mù quáng. Tôi đã quyết định là vẫn cứ cắm dùi phiêu lưu vào cái tình cảm này. Nhìn chung thì cái mối quan hệ kéo dài được 6 tháng tôi và anh quen nhau, với nhiều những cái kỷ niệm vui buồn. Nhưng có lẽ là tôi yêu nhiều ảnh nhiều hơn nên là thấy nó rất là đẹp. Dù cảm nhận được cái sự xa cách lạnh lùng của anh, nhưng mà khi anh tìm đến, tôi lại không thể nào kiềm chế được. Hai đứa lại làm quà. Và cứ như thế thì tới một cái ngày ảnh nói là ảnh phải quay về Mỹ. Ảnh lại xin gặp tôi trước khi qua bên đó. Ảnh xin gặp tôi trước khi qua Mỹ. Trước khi đi thì ảnh nói là đợt này qua bên Mỹ ảnh sẽ bị ba má bắt lấy vợ. Thì tôi cũng cười vui vẻ, xem như là kết thúc một cái chuyện tình mà ở đó có nhiều sự đau lòng. Vào cái ngày hôm đó anh đi, tôi ra sân bay tiễn ảnh mà nước mắt đầm đìa. Tôi khóc một trận rồi sáng mai lại gạt nước mắt và đi làm như bình thường. Thời gian đó thật sự là nó trải nghiệm một cái sự đau khổ. Tôi cố gắng chữa lành vết thương chứ chưa tính sẽ làm cái gì tiếp. Trước đó trong cái khoảng thời gian quen nhau với ảnh thì có lúc tôi giận dỗi. Xong rồi tôi có lên trên mạng tạo ra một cái nick ảo. Và cũng sau này thì cái nick ảo nó vẫn sử dụng. Vì vậy cái ngày mà anh đi qua Mỹ, tôi tiễn anh ra phi trường xong thì tôi sử dụng cái nick ảo đó để nhắn tin cho ảnh. Thì bất ngờ là từ bên đầu dây bên kia có một cái cô gái khác đã dùng cái nick của ảnh để mà nhắn lại và chửi tôi. Lúc đó thì tôi mới biết là ảnh có bạn gái ở bên Mỹ rồi. Quá ra là cái sự vô tâm của ảnh là nó có lý do. Tôi mới cố giải thích với cái bạn nữ kia là mình đang quen ảnh, không có biết gì cả. Cô ấy vẫn dùng những cái lời lẽ chợ búa chửi tôi.
Sau đó thì cô ấy còn chặn luôn cái nick ảo của tôi cũng rất là sốc, sốc lắm. Cuối cùng thì tôi quyết định là xóa cái tài khoản của mình hiện tại. Kể từ hôm ấy tôi không nhắn tin gì cho ảnh nữa, chỉ còn ảnh cố gắng hỏi han nói nhớ tôi rồi lại không trả lời tôi. Tôi bắt đầu ám ảnh vì tự nhiên là bị chửi ngang xương, bắt đầu tìm hiểu mọi mọi cái thông tin về cái cô bạn gái đó của ảnh, rồi cũng xem cái những cái status, những cái dòng trạng thái ở trên Facebook của cô đó. Tôi bắt đầu càng ngày càng thấy rất là sốc khi mà phát hiện ra là ảnh đã quen cái cô này trước đó. Và lúc mà ảnh gặp tôi lần cuối chia tay cho đến một tuần sau thì cái bạn nữ kia đã khoe là được ảnh tặng nhẫn. Thì cái ngày mà ảnh đăng hình công khai bạn đó trên mạng xã hội á, vừa đăng xong á, ảnh lại nhắn tin nói là nhớ tôi, tức là ảnh bắt cá hai tay. Tôi chịu đựng cái cảm giác tồi tệ ấy mà không có nói gì hết. Trong đầu có cái suy nghĩ là sẽ đáp trả lại cái sự nhục nhục nhã kia. Thì như quý vị cũng biết là 2 năm đại dịch, thì ảnh một năm là ảnh ở Việt Nam, một năm là ảnh ở bên Mỹ. Tôi âm thầm theo dõi bên ảnh không ngừng nghỉ. Cô gái đó là bạn gái của ảnh và đã nhỏ hơn cái số tuổi của tôi và ảnh là nhỏ hơn 11 tuổi. Còn tôi á, thì cũng cần có cái hạnh phúc riêng, nhưng mà cái sự phẫn nộ đã khiến tôi quên mất cái điều đó. Chỉ chờ ngày là trả đũa mà thôi. Nhìn người ta thể hiện hạnh phúc bên nhau, tôi có lúc đau đớn chết lặng. Rồi nghĩ á, thôi hay là mình quên đi. Dù sao cái việc đó nó cũng không có lợi ích gì. Cô ta cũng đâu có biết là mình là ai, mình sẽ trả đũa bằng cách gì đâu. Cho nên là cuối cùng tôi đã tham gia những cái khóa giống như là những khóa tập thiền, yoga hay là để cho giết thời gian và nguôi ngoai trong cái mùa dịch. Gần như là không theo dõi họ nữa cho đến một ngày tôi xem bói vào năm đầu năm 2022 á, là mới đây á, thì tôi đi xem bói đầu năm, sổ quẻ đầu năm. Thì cái bà thầy bói bà mới nói á, là đã thấy nợ của tôi xuất hiện rồi, chuẩn bị tinh thần của con đi. Rồi cái anh Việt Kiều này về Việt Nam và liên lạc với tôi. 2 năm qua ảnh vẫn âm thầm theo dõi tôi, vừa về đến là đã tìm gặp tôi rồi. Tuy nhiên thì tôi chưa có chịu gặp mà lại muốn là theo dõi cái hành động giữa ảnh và cái bạn nữ ở bên Mỹ, tức là cái người yêu bên Mỹ của ảnh xem như thế nào. Và tôi thấy là hai người vẫn rất là hạnh phúc. Tôi thoáng thấy đau lòng và định không có gặp nữa, nhưng mà ảnh vẫn cứ luôn tìm cách nói chuyện lại. Dù sau đó bạn gái của ảnh cũng về Việt Nam. Đến một cái ngày chẳng hiểu sao thì tôi không có cảm giác nữa, cũng không có nhớ gì đến chuyện cũ, nên là tôi quyết định đồng ý gặp ảnh. Khi mà gặp nhau rồi thì cảm xúc dần dần tìm lại được. Hai người lao vào nhau và anh nói là anh nhớ, anh thương và anh yêu tôi rất là nhiều. Từ nay đừng xa nhau nữa, mãi mãi bên nhau được không? Thì con gái mà mình nghe nói những cái câu đó mình cảm động. Tôi mới hỏi là thương mà sao lại bỏ tôi mà đi qua Mỹ? Anh mới nói là vì cái cuộc sống ở bên đó. Tôi của lúc đấy trong đầu lại nhớ ra cái cô gái người yêu bên Mỹ của ảnh và thấy hài lòng vì có vẻ mình đã trả thù được cái người con gái đó. Những ngày sau thì tôi bắt đầu thay đổi, tôi cố gắng quyến rũ khiến cho ảnh si mê tôi hơn, chỉ để giúp cho bản thân xóa đi cái vết thương cũ và cho cái cô gái kia thấy cái cảnh người bạn trai mình yêu hạnh phúc bên một cái người phụ nữ khác. Tất cả tôi chỉ làm trong bí mật vì tận đáy lòng tôi yêu ảnh và không muốn hại ảnh, cũng mong rằng ảnh sẽ hạnh phúc. Tôi biết có đi đến cùng thì giữa tôi và ảnh cũng không có kết quả, bởi vì ảnh là con trai một, một gia đình quyền thế, ảnh lại nhỏ tuổi hơn tôi, nên tôi cảm giác là muốn bảo vệ anh ấy. Điều đó khiến cho tôi vừa hạnh phúc nhưng lại đau khổ. Tôi thật sự mâu thuẫn,
Chuyện trả đũa kéo dài không lâu thì tôi cũng dừng lại, giả bộ thông báo cho ảnh rằng là tôi đã biết trang cá nhân của người yêu của ảnh rồi, để ảnh lựa chọn giữa tôi và cái cô gái ở bên Mỹ đó. Lúc này thì ảnh không có rõ ràng và vẫn ngày ngày tìm cách tìm cớ để làm quà. Giống như tôi bao lần giận dỗi nhưng lần này tôi im lặng thật. Anh xin tôi là ở bên cho đến ngày anh về Mỹ lại, vì còn chẳng có nhiều ngày nữa là anh phải quay về Mỹ rồi. Tôi đau khổ rất là nhiều, không thể ngủ ngon khi thấy bản thân đang ngày càng xấu xa, có phần hơi ác với cái cô người yêu của ảnh. Trả đũa tới đây là đủ rồi, tôi nghĩ là mình nên dừng lại cái cuộc này. Bẵng đi 2 tuần lễ thì ảnh cũng âm thầm quay về Mỹ với bên cạnh cái cô người yêu bên Mỹ. Tôi cũng chẳng nói năng cái gì nữa, lại tiếp tục chữa lành vết thương mới nhưng đã quên được cái vụ bị chửi khi xưa. Tôi vui vẻ cất giữ hình ảnh hạnh phúc bên anh, ngừng lên mạng xã hội hơn 1 tháng trời và về nhà ăn Tết. Tết đến thì anh nhắn tin tôi là đã về Việt Nam rồi và muốn làm việc chung. Ảnh gọi video thì tôi lại một lần nữa tìm vào trang cá nhân của cái người yêu bên Mỹ của ảnh. Hai người họ cùng về Việt Nam để chuẩn bị đám cưới. Cái ngày mà ảnh nhắn tin và ảnh gọi cho tôi cũng là cái ngày sinh nhật của cái cô bạn gái người Mỹ. Tối ảnh vẫn cùng người yêu tổ chức sinh nhật hoành tráng. Từ lần sau đó thì ảnh thỉnh thoảng nhắn tin và gọi điện, nhưng tôi chỉ nghe đúng một lần vào ngày Valentine mới mới đây. Nói là anh không liên lạc nữa. Lần đầu tiên anh chịu dừng lại và chúc tôi sống tốt. Vậy là tôi đã thành công trong cái việc đáp lại tất cả những cái lời lẽ miệt thị, khinh bỉ của cô gái kia. Với tôi bây giờ thì cái sự phô trương tình cảm của cô ấy trở thành một cái trò cười, nó chẳng đáng để mà bận tâm nữa. Tuy nhiên thì sau đó tôi phát hiện ra cô ấy bằng cách nào đó đã nhận ra sự xuất hiện của tôi từ bao giờ. Vậy là cô ấy không quan tâm nên mới không biết nghĩ rằng cô ấy cũng cảm nhận được gì khi mà bên anh và tìm hiểu giống như tôi khi xưa vậy. Cái cô bạn gái này vừa trẻ trung giàu có, ngày ngày cổ cứ khoe hình hạnh phúc của cổ với người đàn ông mà gọi là người yêu cũ của tôi lên trên mạng. Tưởng là không có biết gì nhưng lại biết mọi thứ và cô ấy chọn cách nghĩ khác. May mắn là cả tôi và cô ấy chưa làm ồn ào, trả lại cho nhau cái cuộc sống bình yên vốn dĩ. Tôi hiểu cái sự việc thế này cũng là một cái kết thúc tốt khiến cho tôi bớt áy náy trong lòng. Tôi chỉ mong được kể cái câu chuyện của mình ra đây và xin được nghe chia sẻ và cách nhìn của quý vị. Kính thưa quý vị, đây là cái câu chuyện của chị, một cái chị gái ở Việt Nam có cái mối tình với một cái anh chàng Việt kiều Mỹ. Thì ở đây mình xin nhắc lại một chút cái nội dung của cái bức cái video chia sẻ ngày hôm nay ha. Là cái cô này á, ban đầu là quen anh người yêu, không biết là anh người yêu này là bắt cá hay tai, nhưng mà quen nhau được 6 tháng thì lại phát hiện ra là cái anh người yêu này có một cái cô bạn gái ở bên Mỹ. Mỗi lần anh này về Việt Nam thì quan hệ với cổ, nhưng mà khi anh này quay về Mỹ thì anh này lại cặp kè với cô bạn gái bên Mỹ kia đó. Thì khi mà cô này phát hiện ra, hai người cũng như không có gặp nhau cho đến khoảng gần tới đám cưới của cái anh này, thì anh này mới quyết định là về Việt Nam để mà làm đám cưới và cũng như là quay về Việt Nam để mà tìm lại người yêu cũ, tức là cô tìm lại cô này để mà bầu bạn tâm sự trước khi lấy vợ. Có nghĩa là cái anh này rất là sở khanh luôn á, vì ảnh có vợ rồi, ngày hôm sau là đám cưới nhưng mà ngày hôm nay á, tối ngày hôm nay lại đi tìm cái người yêu cũ ở Việt Nam. Xong rồi vào cái ngày Valentine á, thì ảnh nhắn tin, ảnh nói anh nhớ, anh thương, ảnh nói là mãi mãi ở bên nhau. Nhưng mà tối cái đêm Valentine ảnh lại đi chơi cùng với cái người yêu bên Mỹ. Có nghĩa là cái anh này, cái miệng của ảnh nói rất là ngọt ngào và ảnh bắt cá hai tay, nhưng mà ảnh làm công khai không có kín tiếng,
Cho nên đó là cả hai cô này, hai cái cô gái này trong cái cuộc tình với ảnh á, cả hai đều biết là ảnh là đang cắm sừng mình, nhưng mà lại chọn cái phương án là buông xuôi cho qua tất cả và không có kiếm chuyện, không có bắt ảnh phải chọn lựa gì hết. Nhưng mà chỉ có điều là cái cô gái ở Việt Nam á, thì có cái sự oán hận, cho nên là cổ đã trả thù một cái cuộc tình 6 năm quen nhau với một cái anh Việt kiều Mỹ. Thì đến đây video cũng xin phép được khép lại. Và với cái nguyện vọng của cô này, khi mà cô chia sẻ để mà cô mong muốn quý vị của chú anh chị sau khi nghe xong có thể là chia sẻ cái cách nhìn nhận riêng của quý vị bên dưới cái phần mục lục bình luận bên dưới video này quý vị nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình ở một video kế tiếp. Xin mến chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Nêu 10 TV. Mở đầu video hôm nay xin gửi đến quý vị, cô chú, anh chị ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu. Video ngày hôm nay thì xin được chia sẻ với quý vị một câu chuyện của một anh chàng Việt kiều Mỹ. Nhưng mà anh đã đổ vỡ hôn nhân mới đây. Và cuộc hôn nhân này nó để lại cho anh một cái vết thương lòng. Nhưng sau đó anh kể là anh đã bị ảnh hưởng tâm lý. Kể từ sau cái lần ly hôn đó thì anh đã thay đổi về cái mặt suy nghĩ cũng như là cách hành xử với tất cả những người phụ nữ xung quanh anh. Và sự thay đổi này đến giờ nó đã làm đau khổ biết bao nhiêu cô gái đến với anh. Chính anh cũng biết cái điều đó nhưng anh không thể thay đổi về tâm lý. Câu chuyện của anh nó diễn biến như thế nào, ra làm sao và kết cuộc của cuộc đời ảnh như thế nào? Sau đây xin mời quý vị, cô chú, anh chị mình cùng theo dõi video hôm nay quý vị nhé. Anh tên là Sang và năm nay anh đã 47 tuổi. Câu chuyện bắt đầu kể từ khi anh lấy người vợ đầu tiên, tức là cái người mà anh yêu và cưới. Thì ngày xưa đó khi mà ảnh qua Mỹ là năm ảnh 15 tuổi, đi theo con đường vượt biên. Và lúc đó là anh vượt biên một mình thôi. Anh đi theo với mấy cái người bạn thân của mẹ gửi gắm rồi vượt biên sang Mỹ. Bỏ qua cái giai đoạn qua Mỹ anh sống thế nào để đỡ dông dài thì mình vào luôn cái cuộc hôn nhân đầu tiên với cái cô vợ khi mà ảnh sang Mỹ quý vị nha. Vì là ngày ngày bé anh đã bỏ học và cũng như đi qua Mỹ nên không có được ăn học đàng hoàng như những người khác. Nên khi sang Mỹ thì anh phải đi làm lao động tay chân và lao động với đủ mọi nghề. Miễn là cái nghề gì mà nó ra tiền, kiếm được tiền là anh đều làm hết. Miễn sao nó không phải là những cái việc phi pháp là được. Và trong một cái lần anh xin làm việc ở một cái quán nhà hàng của người Việt Nam, thì ở trong cái quán này anh đã quen biết với cái cô vợ của ảnh. Khi đó vợ của ảnh đang làm phụ bếp cho nhà hàng đó, còn anh thì xin làm phục vụ nhận order của khách. Cả hai đã có tình yêu và cưới nhau khi mà cô ấy có bầu trước cửa trước cưới, hay là còn gọi là ăn cơm trước kẻng. Thì bác sĩ bảo cưới thì phải cưới thôi. Cô này thì nói về một chút sơ qua về cô vợ của anh này, thì vợ của anh này xuất thân là từ một cái gia đình của người Việt và sinh sống tại Mỹ trước đó rồi. Ba mẹ cô này và cô này đã sống ở Mỹ từ trước khi anh qua đó. Nhưng mà ba cô này đã mất và bây giờ cô này chỉ sống với mẹ thôi. Cả hai yêu nhau và có con, sau đó mới cưới. Vì ở Mỹ anh này anh không có gia đình thân thuộc ở bên Mỹ, ảnh chỉ có mẹ, ba và anh chị em, nhưng tất cả hầu như đều đang ở Việt Nam và sống ở Sài Gòn. Ảnh chỉ có một người chị thứ ba, là cái người chị đó là có sống ở Mỹ nhưng mà sống ở một cái tiểu bang khác. Nên khi đám cưới của ảnh và cái người vợ đó diễn ra thì nó đều rất là đơn giản, chỉ có bạn bè, đồng nghiệp và một số người hàng xóm quen thuộc đến dự mà thôi. Sau khi đám cưới xong thì vợ của ảnh cũng nghỉ làm để mà ở nhà dưỡng thai, bởi vì là con so đầu lòng thì cổ đi làm nó bị động thai á, cho nên là bác sĩ yêu cầu là phải ở nhà để dưỡng thai.
Một mình ảnh vừa phải đi làm và nuôi vợ, rồi còn phải thanh toán các cái khoản chi tiêu trong gia đình. Bởi vì khi mà cưới vợ rồi thì hai vợ chồng phải ở nhờ thuê nhà để ở cho nó rộng rãi khi để mà có con. Và thế là anh phải trả cả tiền thuê nhà. Vì là không thể nào mà chỉ lo cho vợ với cái đồng lương ít ỏi làm cái nghề phục vụ được. Như thế nên là anh xin học việc và phụ sai vặt cho một cái tiệm nail của người Việt Nam. Sau đó ảnh ra nghề thì ảnh mở riêng cho mình một cái tiệm nail bên trong một cái mall ở bên Mỹ. Kể từ đó thì trời thương phước chủ mai thầy làm sao mà công việc làm ăn của anh nó lại phất lên và nó rất là tốt. Anh bắt đầu dư dả hơn và quyết định là mua một cái căn nhà để mà hai vợ chồng và con ở cho nó thoải mái. Căn nhà này ảnh để cho vợ ảnh đứng tên. Thì sau khi mà cô vợ sinh con, vì là con còn nhỏ nên là ảnh cũng không có cho cổ đi làm, cổ vẫn ở nhà để mà chăm con và lo việc nhà cửa bếp núc thôi. Nhưng mà đúng là mọi thứ nó bình yên quá thì người ta lại không muốn, hoặc có thể là cuộc sống nó êm đềm quá thì nó cũng không phải là cuộc sống. Cuộc sống thì đôi khi nó phải sóng gió. Thế là cái cô vợ này và anh bắt đầu xảy ra nhiều cái vấn đề kể từ sau khi cô này sanh con xong. Thì quý vị cũng biết rồi, phụ nữ mà ở nhà quá lâu, nói chung là một cái con người mà mình ở nhà quá lâu thì nó cũng sẽ tù túng và nó nảy sinh ra cái vấn đề là bị stress, vì bị trầm cảm, bị tâm lý, đúng không quý vị? Và cái cô vợ của ảnh á, vì là đã ở nhà từ lúc mà mang thai cho tới 9 tháng 10 ngày, rồi cho tới khi mà sanh con luôn, rồi mấy tháng đầu sau khi sanh cũng phải ở nhà để chăm con. Vì vậy mà vợ ảnh rất là stress khi mà cứ ở nhà gần cả năm trời nay, không có được đi làm, không có được giao tiếp với ai, không được đi đâu cả. Rồi còn cái chồng của cổ thì ảnh lại ngược lại, chồng của cổ lại suốt ngày đi làm ở ngoài đường, bận bịu suốt ngày, tới tối khuya mới về. Sáng thì phải ra tiệm để coi nhân viên, coi thợ nó làm. Xong rồi tới tối thì ảnh mới về nhà, là 8-9 giờ tối anh mới về, tại vì tiệm của ảnh cũng khá là đông khách. Đó thì 8-9 giờ tối anh mới về, về tới nhà rồi ảnh cũng vẫn chưa có được nghỉ ngơi mà ảnh về nhà ảnh rồi còn phải kết sổ, kết tiền, kết bạc trong ngày hôm đó nữa, kết doanh thu ngày hôm đó nữa. Thì cái tình cảm vợ chồng bắt đầu nó lợt lạc đi. Rồi ảnh cũng không có còn thời gian để mà âu yếm quan tâm đến vợ nhiều hơn, hay là dùng những cái cử chỉ hành động mà ngọt ngào với cổ nữa. Cái cuộc sống vợ chồng bắt đầu nó hơi hơi lạnh lẽo ha. Thì cái cô vợ này lúc này cổ ở nhà cổ tù túng quá, cổ lại thấy chồng cổ đối xử với cổ càng ngày càng lạnh lùng nữa, cho nên là cổ thấy vậy mới quyết định là xin chồng cho được đi làm lại. Thì lúc này chồng cổ phản đối, không có cho cổ đi làm. Ảnh nói rằng là bây giờ ảnh dư sức để nuôi cổ và con, cho nên không có muốn cổ đi làm gì hết, cứ ở nhà để ảnh nuôi. Nhưng mà cô này, cô vợ ảnh lại là một cái người phụ nữ rất là cá tính, cho nên là khăng khăng là đòi phải đi làm. Bởi vì bây giờ con cũng được gần 5 tháng tuổi rồi, cổ muốn đi làm chứ cổ không thể nào mà ở nhà chịu nổi nữa. Thì khi mà cô vợ cổ bức xúc quá thì ảnh mới nói nếu vậy thì em đi ra tiệm em phụ anh đi, nếu vậy em ra tiệm nail á rồi em phụ anh. Thì cái cô này á, do là cũng cũng muốn hai vợ chồng thuận thảo với nhau, cho nên là khi mà chồng cổ không cho quyết định là cho cổ đi làm ở ở tiệm nail của ảnh á, thì cổ cũng ok. Và thế là cổ bắt đầu đi theo ảnh, mỗi ngày hai vợ chồng đèo nhau lên xe để đi làm. Thì á, cổ vô trong tiệm của học nail. Nhưng mà cô này á, cái tính của cổ rất là nóng nảy, cho nên nó là khi mà làm nail thì người ta cần phải có cái sự tỉ mỉ và dạng như là nó cần thời gian. Nhưng mà cô này á thì cổ lại, thứ nhất là cổ không thứ nhất là cái đam mê của cổ nó không phải là đam mê về cái nghề nail. Cổ rất là đam mê về cái ngành nhà hàng, food and beverage, tức là cái ngành full F&B. Cổ rất là mê cái ngành đó, cho nên á, khi mà chồng cổ bắt cổ á, là bây giờ em muốn đi làm thì anh chỉ cho em đi làm ở cái tiệm nail của anh, thì cổ bấm bụng là thôi kệ, miễn sao mình được đi làm là được. Thì cổ bấm bụng cổ đi làm, nhưng mà cổ không đam mê cái ngành nail.
Mà cái ngành nail thì nó đòi hỏi là phải học và phải cần có độ tỉ mỉ và phải từ từ. Nhưng mà cô này thì cũng muốn ra là phải làm có tiền liền. Mà làm cho chồng thì đồng nghĩa là tiền nó cũng là tiền của chồng, không phải là tiền của riêng của cổ cá nhân. Cho nên là cổ cũng không có thích. Vì vậy mà khi mà bị ép vào tiệm nail để mà học việc và làm á, thì cổ cũng ráng. Nhưng mà do cái thứ nhất á, là cái cổ cảm giác giống như là cổ là một cái người chủ, vợ của một cái ông chủ tiệm nail, cổ không phải là nhân viên. Mà tự nhiên bây giờ á, khi mà cổ đi theo ảnh vô chỗ làm á, vô chỗ tiệm nail làm á, thì ảnh lại kêu á, một cái đứa nhân viên mà kỳ cựu ở tiệm nail á, hướng dẫn cho cổ, chỉ việc cho cổ. Thì cổ cảm thấy là cái tự ái, cổ cảm thấy cái tự tôn của cổ bị giống như là bị anh này coi thường. Làm vợ của một chủ tiệm nail mà bây giờ phải ra tiệm nail phải học việc, rồi phải nhờ nhân viên nó chỉ, nó dạy, nó cầm tay, nó chỉ việc. Cho nên là khi mà cổ ra cổ tiệm tiệm nail có làm được vài ba ngày xong, thì ngày nào cổ đi làm về nhà cổ cũng mặt mày cau có, khó chịu. Tức là cổ đi làm cổ không có vui, và cổ không có giao thiệp với lại những cái người nhân viên làm ở trong tiệm. Cổ luôn suy nghĩ cổ là chủ tiệm, cổ là vợ của ông chủ, cho nên cổ không có giao thiệp với nhân viên một cách là thoải mái cởi mở. Thì cái anh chồng anh mới thấy ngày nào vợ đi làm cũng với cái trạng thái là mệt mỏi uể oải và cau có, nên hai vợ chồng cũng có lời qua tiếng lại. Cuối cùng thì cô này á, mới nói ảnh ảnh mới bức xúc, anh mới hỏi á, là nếu bây giờ em không thích ra tiệm nail thì bây giờ em muốn làm cái gì, em nói đi. Thì cổ nói á, là bây giờ á, tôi muốn đi làm ngành nhà hàng trở lại. Ngày xưa tôi làm phụ bếp, bây giờ tôi cũng muốn đi làm lại cái ngành nhà hàng. Thì anh chồng này anh thấy cũng mệt mỏi về cái chuyện mà cô này xin đi làm quá, nên ảnh cũng bấm bụng cho cổ đi làm cái ngành nhà hàng lại. Thì sau khi mà cô này cổ đi làm á, thì cổ mới xin vào một cái quán nhà hàng khác. Và cái quán nhà hàng này là quán nhà hàng của tụi Tây nó mở, tức là quán nhà hàng Tây quý vị, chuyên phục vụ những cái món à la cạt đồ này kia. Thì cô này cổ vô trong đó cổ phụ làm phụ bếp giống như ngày xưa vậy. Cái nghề đó của cổ mà, thì cổ rất là giỏi tiếng, cổ rất là giỏi tiếng Anh, bởi vì cổ xong sinh ra và lớn lên ở bên Mỹ mà, cho nên là cổ nói tiếng Anh rất là lưu loát. Thì khi mà xin vào trong đó cổ làm phụ bếp và cổ làm rất là tốt, cho nên sau đó thì cổ được lên làm quản lý. Thì trong quá trình cổ làm ở đó thì cái ông chủ là người Tây, ông chủ của cái quán nhà hàng đó là người Mỹ. Thì ổng mới để ý cổ, ổng thấy cổ là con gái châu Á nè. Thì thường á, tụi Mỹ nó cũng thích thích cưới vợ gái châu Á lắm quý vị. Thì thấy cái cô này là gái châu Á nè, mà lại giỏi việc, tiếng Anh thì lại rất là lưu loát. Thì nói chung là quan trọng nhất là cô này làm việc rất là giỏi, rất là năng nổ và nhiệt huyết. Tại vì cái ngành nhà hàng là cái ngành đam mê của cổ mà, cho nên cổ làm rất là nhiệt huyết. Vì vậy mà cái sự chú ý nó đã đưa vào ông chủ, thành ra cái ông chủ của cái nhà hàng đó thích cổ và tỏ tình quý vị. Thì khi quý vị biết mà, khi mà hai người cùng một cái suy nghĩ, cùng một cái nghề á, nó sẽ có nhiều cái chủ đề để nói. Ví dụ như cổ làm nhà hàng, cổ quen cái ông chủ nhà hàng, thì cổ với cái ông chủ đó hai người nó sẽ, cái khoảng cách nó sẽ gần nhau hơn, tại vì khi gặp nhau sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Còn với cổ với gặp với chồng cổ thì nó lại khác, chồng cổ lại làm cái ngành nail, còn cổ thì làm nhà hàng, cho nên là hai người gặp nhau nói chuyện nó không có chủ đề. Mà nếu mà nói chuyện với nhau á, thì một cái người đứng ở góc nhìn làm cái nghề kinh doanh khác, họ nhìn lên trên cái ngành của cổ, họ sẽ đánh giá cái này cái kia. Vì vậy á, mà cổ mỗi lần nói chuyện với chồng cổ về cái vấn đề làm ăn á, hai vợ chồng thường hay xích mích lắm. Nhưng mà cổ nói với lại chuyện với lại cái ông chủ của cổ á, thì hai người lại rất là hòa thuận với họ, hòa hợp với nhau, rất là hiểu ý nhau. Thì khi mà phụ nữ á, họ không có tìm điểm chung được ở chồng, mà họ lại vô tình có điểm chung với người đàn ông khác, và cái người đàn ông đó lại phát sinh tình cảm và yêu cổ, thì dĩ nhiên là lâu ngày cổ cũng bị xa cái lưới tình quý vị. Thế là cổ đã qua lại với cái ông chủ nhà hàng đó lén lút sau lưng chồng cổ. Thì khi mà cổ đã có mối quan hệ sau lưng như vậy rồi, thì chắc chắn là cái cuộc sống vợ chồng á, bình thường nó đã lạnh lẽo, đã nhợt nhạt rồi, bây giờ cổ có người khác thì cái mối tình của cái tình cảm vợ chồng nó lại càng lạnh lùng hơn. Về cái chuyện chăn gối nó càng ngày càng không có xảy ra luôn. Cổ thường xuyên lơ là những cái chuyện chăn gối với chồng. Xong rồi con cái á, con cổ á, lúc đó nó cũng được khoảng tầm một tuổi mấy, 2 tuổi, mà
mỗi lần chồng cổ đi làm về, anh chồng á, ảnh đi làm về mệt mỏi mà ảnh thấy con á nằm á bò, rồi babysitter á, thì đang lo cho con, mặc dù vậy nhưng mà con quần áo lấm lem, ăn rồi nó chét tùm lum tùm la, rồi nhà cửa thì bừa bộn nhưng mà không có vợ nhà chăm, không có nhà vợ nhà không dọn dẹp, còn con á, thì lại quần áo dơ dái, tao chưa tắm rửa gì hết mà hôi nữa, bốc mùi nữa, mà vợ thì mẹ mẹ thì lại không có nhà để mà tắm rửa cho con, lo cho con hay là mua quần áo mới cho con. Thì khi mà anh chồng anh đi làm ở tiệm nail xong, tối anh về anh thấy con ảnh trong cái trạng thái như vậy, ảnh rất là bực luôn. Mình đã đi làm mệt rồi, mình về nhà mình còn thấy con cái nó như vậy, mà vợ thì giờ đó rồi, khuya rồi mà vợ đi làm chưa về nữa. Thì khi mà tới chừng cổ đi làm về thì hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi nhau, cãi nhau về cái chuyện là không lo cho con, không tắm rửa cho con, không lo đi làm rồi tranh thủ về sớm để chăm con, hay là dọn dẹp nhà cửa, hay là nấu cơm nấu nước. Hai chồng cãi nhau thường xuyên, và thế là sau nhiều lần tranh cãi rồi chiến tranh lạnh, thì cái anh chồng anh cũng cố gắng, anh cái anh chồng á của cổ anh cũng cố gắng là nhân nhượng. Mỗi ngày anh đi làm về anh phải sắp xếp cái lịch trình là về tới nhà là phải tắm rửa cho con, ảnh một tay ảnh lo cho con, thay tã cho con, rồi cho con uống sữa, rồi một tay ảnh nấu cơm nấu nước để mà qua ngày hôm sau có cơm đem đi làm ăn đó. Thì một mình ảnh tự lo cái thân ảnh, mà ảnh còn phải lo cho con, rồi còn phải lo cho cái tiệm nail nữa. Thì khi đó ảnh làm như ảnh đóng vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ một thời gian như vậy. Thì cho đến một cái ngày tình cờ á, là ảnh mới để thấy vợ ngày nào cũng đi làm về cũng muộn hết á, mà trong trạng thái là cô vợ về tới nhà là cô vợ mặt rất là căng. Thì cái ngày hôm đó cô vợ cổ cũng công khai là cổ đưa để cho cái ông chủ nhà hàng á, đưa đón cổ đi làm, sáng ổng đưa đi và sáng ổng đón, rồi xong rồi chiều tối ổng là người đưa về. Nhưng mà nó anh chồng này anh mới để ý, anh mới đứng phía sau cánh cửa sổ ở trên tầng trên á, trên phòng vợ chồng anh nhìn xuống, thì anh thấy á, là cô này bước từ trên xe, cô này rất là vui. Nhưng mà khi mà cô này vừa gặp vô nhà, vừa gặp mình á, vợ mình vừa gặp mình á, thì lại bắt đầu cau có khó chịu. Thì hai vợ chồng mới cãi nhau, ảnh mới hỏi cổ lý do tại sao mà em bên ngoài em vui quá mà em về nhà là em lại căng, rồi con cái thì em không lo, anh em để cho anh lo hết mà anh cũng có công việc của anh đâu phải là anh rảnh đâu. Hai vợ chồng cãi với nhau to tiếng như vậy. Thì khi đó cô vợ mới nói thẳng với ảnh là bây giờ anh lo được thì anh lo, còn anh không lo được á thì thôi ha, em cũng không lo được, bởi vì em cũng có công việc của em cũng có đam mê của em không thể nào mà tối ngày ở nhà chỉ lo vợ, lo cho nhà cửa, lo cho con cái được. Bây giờ á, anh phải, một á, là anh tìm người để mà lo cho con đi, hai á, là bây giờ hai mình ly hôn, chứ bây giờ nếu mà sống với anh như vậy em cũng không, em dần dần em thấy em cũng không còn tình cảm với anh nữa, sống với nhau như vậy như địa ngục vậy đó, em không sống được, thôi thì bây giờ mình chia tay ly hôn. Thì cổ là cái người đặt ra vấn đề ly hôn với ảnh, quý vị. Thế là ảnh mới bắt đầu, anh cũng suy nghĩ rất là nhiều về cái câu đó, anh suy nghĩ đến một tuần sau thì anh quyết định là hai vợ chồng chia tay ly hôn ra tòa. Thì khi mà ra tòa ly hôn á, thì tòa người ta lại phán á, là con gái của ảnh nó còn quá nhỏ, nó mới có 1 tuổi mấy thôi, nó còn nhỏ như vậy cho nên là sẽ đưa nó cho mẹ của nó để mẹ nó chăm, cho đến khi mà nó trên 5 tuổi rồi thì lúc đó sẽ tính lại, có nếu mà nó quyết định nó đi theo ba thì sẽ cho nó đi theo ba, còn trước đó thì phải đi theo mẹ, bởi vì mẹ mẹ cần có mẹ ở bên cạnh. Còn về tiền chu cấp, tiền bạc nuôi cho con cái hay là nuôi cho con, đóng học phí cho con là đều là ảnh hết, ảnh là cái người chi trả cho những cái khoản mà tiền bạc này kia để nuôi con. Vào hàng tuần thứ bảy và chủ nhật ảnh sẽ được sang nhà của mẹ con bé, đón con bé về nhà của ảnh chơi vào buổi sáng, rồi tới chiều là phải trả về, đó là chỉ được vào 2 ngày cuối tuần. Thì khi mà tòa phán như vậy rồi thì ảnh cũng đồng ý, bởi vì là con cũng còn quá nhỏ, nó cũng cần có mẹ bên cạnh. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà tòa phán quyết như vậy á, thì con nó đi theo mẹ, nhưng mà ngặt nổi á, là cái nhà hiện tại á, là cái nhà đứng tên của cô vợ, cho nên tòa mới phán là căn nhà đó sẽ bán và sẽ chia đôi
tài sản, nhưng mà anh này anh nói là anh không cần. Bây giờ cái nhà đó anh đã cho, anh đã đứng tên rồi, cho vợ đứng tên và anh đã mua cho cổ rồi. Thì bây giờ ra đi á, ảnh chơi rất là đẹp, ảnh nói rằng tôi chơi rất là đẹp cho nên là tôi sẽ không dành cái nhà đó mà tôi để cái nhà đó cho vợ cho con ở đó. Thế là cái ảnh dọn ra ngoài, ảnh thuê đỡ tạm một cái phòng ảnh ở để mà ảnh tìm nhà khác ảnh mua. Trong thời gian đó thì mẹ con cổ vẫn sống trong cái nhà đó và ảnh đi, ảnh chỉ xách vali ra một mình ảnh đi thôi quý vị. Anh này chơi rất là đẹp luôn. Thì quý vị biết không, khi mà con nó sống với cổ á, thì không có được vài tháng sau thì cổ quyết định á, là cổ đưa con cổ về nhà bà ngoại, tức là má cổ. Cổ giao con cổ cho má cổ lo, còn cổ đi theo cái ông chủ nhà hàng này đi qua cái tiểu bang khác để mà sống và làm ăn. Thì lúc này á, anh này ảnh mới qua bên cái nhà đó anh tìm không thấy, anh mới tìm tới bà ngoại của con bé. Thì bà ngoại con bé mới nói cho anh nghe đó là má của nó đã đi theo cái người ông chủ làm nhà hàng để đi qua tiểu bang khác, mở ra một cái quán nhà hàng ven biển để mà làm ăn kinh doanh bên đó. Cho nên đó là bây giờ má của con bé không có về tiểu bang này nữa, rất là ít khi về, cho nên là bây giờ con nhỏ đó, con ảnh phải sống với bà ngoại đó. Thế là ảnh nghe xong ảnh cũng tức lắm, ảnh mới nhắn tin cho cổ, ảnh mới nhắn tin cho vợ ảnh, ảnh hỏi là tại sao không báo cho anh biết trước. Thì cô này cổ lại nhắn tin lại cho ảnh, cổ nói là không có cần thiết để bà phải báo kiểu dạng vậy. Nhưng mà bây giờ vợ chồng chia tay cãi nhau cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa quý vị. Thế là cuối cùng là đứa bé con của ảnh nó lại sống với bà ngoại mà nó không phải sống với mẹ. Rồi mỗi ngày thứ bảy chủ nhật thì ảnh được vẫn được rước con về nhà chơi vào buổi sáng. Rồi đến khi mà con bé nó được 5 tuổi rồi quý vị, được 5 tuổi rồi thì ảnh mới mỗi ngày á, ảnh đưa đón nó đi học, ảnh là cái người đưa đón nó đi học và mỗi lần nó đi học về ảnh sẽ đưa nó về nhà bà ngoại của nó. Đó là trong tuần nha. Thì dần dần hai cha con á, cái tình cảm nó gần nhau hơn. Cái con bé đó nó càng ngày càng thương ba của nó. Vì vậy mà nó đã ảnh đã quyết định là ảnh đi ảnh làm giấy tờ để mà xin tòa cho ảnh được quyền nuôi con, bởi vì bây giờ con nó cũng đã lớn rồi, nó cũng đã trên 5 tuổi rồi, nó có quyền quyết định. Cho nên là ảnh xin tòa để mà có quyền nuôi con. Ảnh cũng rất thương cái con bé đó. Thì ảnh cũng có kể là trong cái thời gian mà sau khi ly hôn vợ ảnh, chia tay vợ ảnh á, ảnh rất là giận về cái chuyện thứ nhất vợ ảnh cắm sừng sau lưng ảnh, cái thứ hai là ảnh thấy á, là ảnh quá thương và quá chiều cho vợ ảnh hồi lúc mà hai người yêu và cưới và sống chung. Ảnh quá thương và chiều, ảnh cho hẳn đứng tên một cái nhà, ảnh quá là tin tưởng. Xong rồi cuối cùng cô đó giật giật chia cắm sừng ảnh rồi ảnh ra đi tay trắng, rồi còn giành luôn quyền nuôi con. Thì cho nên ảnh căm hận quý vị và ảnh hận đàn bà. Thì khi mà ảnh hận đàn bà đó thì kể từ sau khi chia tay vợ xong, ảnh cũng có cặp kè hết cô này tới cô khác, ảnh quen cô nào cũng trong thời gian ngắn thôi rồi chia tay, trong vòng một vài tháng là chia tay cứ như vậy. Mà mỗi lần chia tay đều là ảnh là cái người chủ động chia tay trước, tức là ảnh là cái người sở khanh á. Thì ảnh trong cái lá thư ảnh chia sẻ, ảnh nói rằng thật sự mà nói tôi không phải là cái người như vậy, nhưng mà khi mà tôi thấy là cái người phụ nữ đó đã bắt đầu yêu tôi nhiều rồi thì tôi lại quyết định là bỏ người ta để cho người ta nếm cái cảm giác đau khổ khi mà bị mất người, khi mà bị người yêu chia tay như thế nào. Tại vì á, ảnh nói á, là do là ảnh bị vấn đề tâm lý. Kể từ sau khi ảnh có con chia tay vợ xong, ảnh có quen bao nhiêu cái cô bồ đi chăng nữa thì ảnh cũng không để cho bản thân ảnh phải sa vào lưới tình, ảnh không để cho bản thân ảnh phải yêu cô đó nhiều, hay là ảnh không để cho cái việc là ảnh phải quỳ lạy phải lo lắng nữa, mà ngược lại ảnh sẽ làm cho cái cô đó phải lo lắng và quỳ lạy ảnh. Rồi đến khi cô đó quỳ lạy lo quỳ lạy ảnh và cô đó cảm thấy như là không có ảnh là cô đó sống không nổi, thì lúc đó ảnh sẽ chia tay, ảnh bỏ cổ. Ảnh nói vậy giống như là ảnh đang trả thù đời vậy đó quý vị, trả thù đàn bà vậy đó. Và thế là bây giờ trong cái lá thư này ảnh hỏi một cái câu như thế này, đó là bây giờ tôi sẽ làm như thế nào, tôi sẽ làm sao khi mà con gái của tôi nó là con gái và nó sẽ nhờ đức cha, nó sẽ nhờ đức cha, mà nếu mà tôi sống
tôi bị cái tâm lý như vậy, và bây giờ tôi không thể nào mà yêu một ai thật lòng hay là đối với ai một cách đàng hoàng tử tế như trước nữa. Thì khi đó tôi trở thành một cái người đàn ông sở khanh, thì tôi sợ rằng sau này con tôi nó sẽ hưởng đức của tôi và nó sẽ bị khổ. Thì kính thưa quý vị, là ảnh nhờ ảnh ảnh chia sẻ và ảnh nhờ mọi người, những cái người vị khán thính giả khi mà xem video này á, có thể cho anh một cái lời nhận xét xem ảnh bây giờ nên như thế nào, ảnh sẽ nên đi bác sĩ tâm lý hay là ảnh sẽ nên cho mình một cái khoảng thời gian lặng đi để mà có thể chiêm nghiệm suy nghĩ, mình tìm một cái người bạn đời khác đàng hoàng tử tế hay như sao. Nhưng mà do là ảnh nó ảnh anh này là anh đã hoàn toàn mất lòng tin ở phụ nữ đó quý vị, thì cái việc mà lấy lại lòng tin nó cũng rất là khó ha. Đó thì anh này anh cũng có nói là có một lần anh cũng về Việt Nam, anh cũng có định cưới một cái cô vợ ở Việt Nam để mà rước qua bên đây, nhưng mà cái cô đó khi mà anh quen thì anh thấy rất là ok, tính cách ngoại hình đồ cũng gần giống với cái người vợ trước của ảnh, nhưng chỉ có một cái chuyện duy nhất là cô đó lại không có giỏi trong cái việc kinh doanh, còn vợ ảnh là một cái người giỏi về việc làm ăn, còn cái cô này thì lại không có giỏi về việc làm ăn, mà cô này chỉ có thích trưng diện, thích quần áo này kia, thích đẹp thôi, cho nên cuối cùng thì ảnh không có cưới cái cô đó. Nhưng mà ảnh nói là ngày đó ảnh cũng rất là yêu cô đó luôn á, nhưng mà ảnh không có cưới bởi vì ảnh sợ rằng cưới về rồi ảnh lại tiếp tục lại phải chiều chuộng và phải chu cấp quá nhiều, ảnh không muốn nữa. Đó thì ảnh mới nói rằng là bây giờ á, quý vị có khán giả có thể sau khi nghe xong cái video này có thể cho ảnh một cái nhận xét xem ảnh nên thay đổi như thế nào và nên xử sự ra làm sao trong cái tình huống này của ảnh. Đến đây thì video xin phép được khép lại tại đây, và rất mong quý vị cô chú anh chị mình có thể là cho ảnh ý kiến đóng góp quý vị ha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình ở một video kế tiếp. Xin mến chào quý vị cô chú anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị cô chú anh chị đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Một người đàn ông liên tục tìm nhiều cách để mà làm cái xét nghiệm ADN cho con gái ruột của mình, nhưng cái mục đích phía đằng sau thì nó lại không hề tốt đẹp. Và thưa quý vị, là cái nội tình nó xảy ra như thế nào mà tại sao lại cái người cha ruột lại muốn xét nghiệm ADN con mà lại có một cái sự thật ẩn khuất phía sau mà lại không tốt đẹp, thì đây nó sẽ đặt ra một cái dấu chấm hỏi rất lớn. Và người trong cuộc đã bắt đầu nhiều người trong cuộc những người ở trong cuộc bắt đầu lên tiếng. Và cái câu chuyện này nó bắt đầu kể từ anh Vũ sống tại Mỹ, là một Việt kiều Mỹ, và suốt 10 năm qua anh liên tục nhận được những cái tin nhắn trách móc nặng nề từ cái đứa con gái ruột của mình. Đứa nó nói với ảnh rằng những cái lời lẽ rất là dứt khoát, rất là gọi là không có tình cảm gia cha con. Nó chửi ảnh nào là ảnh là đồ độc ác, ảnh không xứng đáng làm bố của nó, thậm chí là nó còn đưa ra đề nghị là yêu cầu ảnh cắt đứt quan hệ cha con với nó. Thì cái điều gì nó đã xảy ra với cái gia đình này? Tại sao một cái đứa con gái mà lại còn là con gái ruột duy nhất của anh Vũ mà tại sao nó lại đối xử với cha nó như vậy? Thì sau đây xin mời quý vị cô chú anh chị mình cùng lắng nghe cái câu chuyện của người trong cuộc lên tiếng ha. Thưa quý vị, thì được biết anh Vũ ảnh đã kết hôn với chị Lưu. Sau khi kết hôn thì hai người sống với nhau được khoảng tầm 7 tháng sau thì cũng chào đón cái đứa con gái đầu lòng, tức là cái đứa con gái mà trong cuộc, mà cái đứa mà nói chuyện với ảnh kiểu phũ phàng á. Thì ảnh đặt tên cho cái đứa con tên là Tỏa. Ý của ảnh là giống như muốn con ảnh á, lúc nào nó cũng tỏa sáng, lúc nào nó cũng giống như hoa hướng dương, lúc nào cũng hướng lên mặt trời và sẽ tìm được những cái thành công, cho nên ảnh đặt tên cho nó là tên Tỏa. Mặc dù là Tỏa sinh non nhưng mà vẫn nặng gần 3 kg. Lúc đầu thì anh Vũ anh cũng không có quá quan tâm về cái chuyện này. Mặc dù là vợ chồng sống chung và mới có 7 tháng sau thì vợ anh đẻ con, nhưng mà anh cũng không có quan tâm về cái chuyện là con mình sao vợ mình có bầu mới 7 tháng mà đẻ. Anh cũng không quan tâm, mà anh chỉ tin lên là rằng là đứa con đó sanh non thôi.
Thì nói đến đây thì anh Vũ không có quan tâm đến cái chuyện này, nhưng mà những gì nó xảy ra sau đó nó đã khiến cho ảnh thay đổi cách suy nghĩ hoàn toàn. Ảnh bắt đầu bàng hoàng. Kể từ khi mà con bé Tỏ nó năm năm nó 6 tuổi thì ảnh mới bắt đầu đi đăng ký hộ khẩu cho nó để chuẩn bị đi học tiểu học. Tuy nhiên thì cảnh sát ở địa phương người ta lại nói với anh Vũ rằng á, là họ không thể làm hộ khẩu cho con gái của ảnh được. Lý do là bởi vì cái nhóm máu của con bé Tỏ nó không có phù hợp với lại nhóm máu của ba và mẹ. Trong khi anh Vũ thì có cái nhóm máu O mà chị Hương á, thì có cái nhóm máu A. Đáng lẽ ra con gái của họ phải có cái nhóm máu O hoặc là A thì con bé Tỏ nó lại mang nhóm máu B. Đó. Thì khi khi đó anh Vũ anh lập tức anh nghi ngờ, anh mới bắt đầu anh chuyển hướng anh nghi ngờ sang là con bé Tỏ con gái ảnh có phải là con gái ruột của ảnh hay không. Đó. Rồi anh mới nhớ lại ngày trước là mới có 7 tháng là vợ anh sanh rồi. Ảnh mới thấy rằng là vậy là nó cũng hợp lý, vậy có nghĩa là vợ ảnh là đã chung đụng với người đàn ông khác trước đó hay sao mà cho nên mới về ở với ảnh 7 tháng sau là đẻ con. Ảnh mới bắt đầu ảnh nghi ngờ vợ ảnh và ảnh đổ lỗi cho vợ ảnh. Ngược lại chị Hương thì một mực khẳng định rằng bản thân chung thủy không hề làm ra một cái chuyện gì có lỗi với chồng con cả. Kể từ đó mặc dù là cái phía chị Hương á, chị vẫn một mực khẳng định là chị chưa từng làm cái chuyện gì có lỗi đằng sau chồng mình, nhưng mà nói là cái đó cũng chỉ là từ phía chị Hương nói. Còn anh Vũ ảnh đã mang một cái sự không tin rồi, đã mang một cái sự ngờ vực rồi, cho nên hai vợ chồng sống chung á, liên tục cãi vã và cuộc cãi vã nó không ngớt, cuộc hôn nhân lúc nào nó cũng gọi là xáo xào lên. Thì cuối cùng thì cuộc hôn nhân nó cũng ráng cố gắng duy trì thêm 10 năm nữa. Thêm 10 năm sau thì con bé Tỏ nó cũng năm đó nó cũng đã gần 17 tuổi. Hai người mới quyết định là ly hôn với nhau khi đó con đã lớn. Tuy là vẫn sống ở gần nhau nhưng mà suốt nhiều năm sau đó anh Vũ không hề quan tâm tới bé Tỏ nữa. Gần như là ảnh không liên lạc với nhau luôn, tức là giữa hai cha con không liên lạc, không non ảnh không ngó ngàng tới con bé đó luôn, vì ảnh mặc định rằng là con bé Tỏ đó không phải con ruột của ảnh. Trong khi đó chị Hương và con gái thì vẫn luôn hận cha nó, là hận anh Vũ, vì cái sự nghi ngờ vô căn cứ của người cha mà đã khiến cho một gia đình tan nát. Thì cho tới gần đây thưa quý vị, thì anh Vũ anh đột nhiên ảnh liên lạc lại với lại cái chị Hương, tức là liên lạc lại với lại vợ và con mà không có rõ lý do. Thì anh Vũ anh nói á, là anh muốn kiểm tra quan hệ huyết thống với lại con bé Tỏa xem là có thật là con gái ruột của mình hay không. Do là lúc trước á, thì anh cũng chỉ nghe từ một chiều từ bác sĩ nói rằng là con bé nó không có chung nhóm máu với ba mẹ thôi, nhưng mà ảnh muốn là xét nghiệm ADN để biết chắc chắn. Thì tự nhiên khi không á, bẵng một thời gian như vậy rồi không có liên lạc, không có ngó ngàng gì tới nhau, tự nhiên cái dạo gần đây ảnh lại chủ động liên hệ lại cho vợ ảnh và con ảnh để mà ảnh yêu cầu là lấy ADN của con bé để mà xét nghiệm để xem có tương thích với ảnh hay không. Cuộc sống đang yên đang ổn thì tự nhiên bị xáo trộn lên, thế là hai mẹ con vô cùng giận dữ mệt mỏi với cái người cha như thế này. Sau đó thì anh Vũ anh đã tới gặp chị Hương để mà nói chuyện, tức là anh tìm vợ ảnh để mà anh nói chuyện, hai bên nói chuyện rõ ràng với nhau. Thì lúc này vợ ảnh mới lôi ra một cái biên bản kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống cho thấy là anh Vũ và con bé Tỏ là hai bố con ruột. Tuy nhiên trước đây thì anh Vũ anh không có tin vào cái kết quả này. Ngày xưa đó lúc mà cái câu chuyện nó mới vừa khởi xướng á, là chị Hương chỉ đã đi xét nghiệm ADN hai cha con và chị đã đưa cái biên bản này cho anh xem rồi, nhưng mà thời điểm lúc đó anh đang nóng quá, anh không tin tất cả những cái lời mà chị Hương nói cho nên là lúc đó anh không quan tâm cái biên bản xét nghiệm ADN đó. Nhưng bây giờ chị Hương lấy cái bản đó ra thì anh lại vẫn chưa tin và anh cũng nói là chị Hương ngụy tạo để mà lừa ảnh. Thì khi mà hàng xóm xung quanh người ta nhìn thấy cái gia đình này lục đục như vậy quý vị, người ta nhìn thấy cái cảnh này á, thì những cái người hàng xóm người ta mới bắt đầu lên tiếng. Người ta cũng cảm thấy bực bội cái người chờ cha mà vô trách nhiệm mà lại còn phụ lại quay về kiếm chuyện rồi này kia vậy đó.
Thế là mấy người hàng xóm người ta không thể nào bên Vũ với anh Vực được, mà không thể nào mà bên Vực anh Vũ được. Đó thì một vài người trong số đó, một vài người hàng xóm họ đã nhìn con bé Tỏ lớn lên từ lúc nhỏ cho tới lớn lên, và mọi người, những cái người hàng xóm lân cận đều thấy là con bé Tỏ đó, cái gương mặt và cái cử chỉ và cái hình dáng của nó rất là giống anh Vũ, tức là hai có nét giống nhau, giống ba. Làm sao có chuyện mà con gái của người khác mà lại giống giống anh Vũ được. Cho nên mấy người hàng xóm người ta cũng đến rồi người ta cũng khuyên can anh Vũ là nên từ từ suy nghĩ lại. Theo quan điểm của họ thì anh Vũ chỉ đang cố tình gây rối như vậy thôi. Bản thân con bé Tỏ thì nó rất là căm ghét và chán nản trước cái hành động của người cha như vậy. Nó không muốn gọi cái người đàn ông này là bố. Và nó cho biết đó là anh Vũ đã bỏ mặc nó suốt nhiều năm, chưa từng tổ chức cho nó một cái sinh nhật nào từ khi nó còn nhỏ cho tới năm nay nó đã 17 tuổi. Cho đến một lần thì anh Vũ đột nhiên mua tặng cho nó một cái cọng dây buộc tóc của quý vị để làm quà sinh nhật. Thì nó cũng rất là cảm động. Nhưng mà nó chưa kịp cảm động thì nó lại phát hiện ra đằng sau cái sợi dây buộc tóc đó là có cái ẩn ý. Có nghĩa là cha của nó muốn lấy cái sợi tóc của nó để mà làm xét nghiệm ADN, cho nên mới tặng cho nó cái đồ cột tóc đó. Và nó cũng biết được rằng là cái đồ cột tóc đó hoàn toàn là rất rẻ tiền, khi mà phát hiện ra là cái đồ cột tóc đó cha nó mua đại ở trên đường khi mà đi về nhà, cỡ khoảng tầm mấy ngàn đồng, mà có khoảng chưa tới 1 đô la, nó 50 cent. Thì nó cảm thấy rất là tủi thân, bởi vì cha nó hoàn toàn không có đối đãi nó về mặt tình cảm, đều chỉ là lợi dụng nó để mà mong muốn là có được ATM, có được một cái sợi tóc từ nó để mà có thể đi xét nghiệm ADN đó. Thì khi mà ổng lấy được cái sợi tóc của con bé Tỏa để mà đi xét nghiệm ADN á, nào ngờ ổng lại giật mình khi mà biết được là ADN giữa ổng và con bé Tỏa là hai người tương thích với nhau 99%. Thì thưa quý vị, là khi mà anh Vũ anh đến gặp mẹ thì bé Tỏa nó cũng bước từ trong phòng ra, ảnh không thèm nhìn mặt con bé, nó không thèm nhìn mặt cha nó. Còn ổng thì ổng lúc đầu ổng tỏa ra ổng rất là tức giận, ổng lao tới ổng chửi nhỏ tùm lum hết á. Nhưng mà nhờ có hàng xóm xung quanh người ta tới, người ta can ngăn đó quý vị, cho nên là ổng cũng không có hành động, ổng cũng không có vũ phu được với hai mẹ con cô ấy. Thì sau khi mà ly hôn chị Hương á, ly hôn vợ ông xong, thì anh Vũ á, ảnh cảm thấy mất mặt quá nên là một mình ảnh đã tự rời khỏi nhà, và ảnh để lại cái căn nhà rộng khoảng tầm 200 mét vuông đó cho hai mẹ con ở. Tức là ảnh ra đi nhưng mà ảnh vẫn để lại cái nhà hiện tại cho hai mẹ con ở. Không lâu sau á, thì ảnh cũng tái hôn với một cái người phụ nữ khác, và ảnh cũng là à, hai và hai người cũng sinh với nhau được một cái người con trai. Rồi bây giờ tự nhiên cái anh Vũ anh nổi cái lòng tham, ảnh muốn đòi lại cái căn nhà mà đã cho hai mẹ con đó, ảnh muốn đòi lại. Vì vậy mà ảnh mới tới để mà ảnh yêu cầu làm cái xét nghiệm ADN để mà có cái bằng chứng rằng con bé Tỏa không phải con ruột ảnh, để mà ảnh có cớ ảnh đi ra tòa ảnh đòi lại cái nhà. Thì để chứng minh cái sự trong sạch, chị Hương và con bé Tỏa hai mẹ con đã đồng ý làm xét nghiệm ADN. Và thế là họ khẳng định nếu mà con bé Tỏa không phải máu mủ của anh Vũ thì họ sẽ lập tức trả lại căn nhà cho ảnh. Có nghĩa là hai mẹ con này rất là sòng phẳng luôn. Nếu mà con không phải là con ruột của anh thì tôi với lại con đồng ý xách vali ra đi để lại cái nhà cho anh, kiểu dạng vậy. Thì rất nhanh sau đó, khi mà kết quả người ta trả về đã khiến cho anh Vũ bắt đầu bẻ bàng khi mà phát hiện ra rằng là con bé Tỏa thực sự là con ruột của mình, khi mà cái độ match, cái độ mà tương thích ADN 99%, và cái nhóm máu của con bé Tỏa cũng là nhóm máu O phù hợp với cái nhóm máu của bố mẹ. Lúc này thì mong muốn lấy lại căn nhà của anh Vũ đã tan thành mây khói. Anh tỏ ra vô cùng hối hận, vì vậy mà anh quỳ xuống anh xin lỗi vợ và con gái. Nhưng mà lúc này vợ và con gái không tha lỗi và mọi thứ nó không thể nào mà quay trở về như trước được nữa. Thì thú vị, đây là câu chuyện của một người trong một người hàng xóm kế bên. Người ta đã chứng kiến cái câu chuyện này từ đầu tới cuối và
cô ấy cũng là cái người đến khuyên can cái người cha này, khuyên can anh Vũ này. Và ngày hôm nay cô ấy đã viết một cái câu chuyện chia sẻ cho nhà đài Nêu Mười TV nắm được và chia sẻ cho quý vị cô chú anh chị mình nghe. Thì thưa quý vị, là đứng trên phương diện em là một cái người tường thuật lại câu chuyện này, và đứng trên cái cách nhìn khách quan của em, thì em thật sự đầu tiên là cái người sai đầu tiên là cái ông bác sĩ mà lấy nhóm máu, đúng không quý vị? Rõ ràng là ngay từ đầu ông bác sĩ ông nói rằng là con bé Tỏa nó không mang nhóm máu giống như của ba và mẹ mà nó mang nhóm máu B. Thì mình không hiểu là ông bác sĩ đó ổng sống ở bên phương Tây và ổng làm bệnh viện của nước ngoài, mà tại sao ổng xét nghiệm nhóm máu mà lại xét nghiệm sai, mình không hiểu nha. Và thế là chính vì cái kết quả sai đó của ổng mà đã làm cho anh Vũ mang luôn cái tư tưởng đó không phải là con ruột của mình. Từ đó hai cha con không có tình cảm với nhau. Anh Vũ đối xử lạnh nhạt và thờ ơ với đứa con gái của mình trong suốt 17 năm từ khi nó còn nhỏ cho tới lớn. Và hơn thế nữa là ảnh lại còn công kích hai mẹ con, ảnh lại còn chửi vợ rằng là vợ ảnh là đồ lăng loàn, đã ăn cơm trước kẻng rồi mới lấy ảnh, cho nên bây giờ sanh con ra rồi bắt ảnh nuôi. Hai vợ chồng lục đục, hôn nhân của người ta tan vỡ, tình cảm cha con của người ta cũng tan tành theo. Thì rõ ràng cái người sai đầu tiên mình lên án đó là cái người bác sĩ mà đã xét nghiệm máu đầu tiên và báo sai, đúng không quý vị? Đó là cái điều đầu tiên. Còn cái điều thứ hai là cái người sai là anh Vũ. Có nghĩa là cái người sai thứ hai đó là anh Vũ, là ảnh quá là mù, ảnh quá là cuồng, tức là quá là nóng tính đi. Ảnh không đủ bình tĩnh để hiểu được, để mà có thể từ từ xét nghiệm ADN. Thí dụ như cũng là một lời nói, anh có quyền anh nói vợ anh từ đàng hoàng, anh đừng có chưa gì hết mà anh đã chửi vợ anh rồi anh chà đạp vợ anh, đúng không quý vị? Rõ ràng là người đàn ông phải giữ một cái sự bình tĩnh. Phụ đàn ông nó khác đàn bà ở cái chỗ là họ giỏi cái sự mà bình tĩnh, thì phải bình tĩnh từ 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 tốn nói với vợ, rồi xong rồi hai vợ chồng lúc đó có thể là lấy tóc của con hay là lấy móng tay của con để đi xét nghiệm ADN, rồi lúc đó mình biết được kết quả mà ADN lúc đó mà mình xét nghiệm ra mà ADN nó cũng là không tương thích, thì lúc đó mình có quyền chửi vợ mình có quyền mình hạch sách vợ mình. Còn khi mà mình chưa có làm ADN, mình chưa biết như thế nào, mình chỉ nghe từ ông bác sĩ kia nói nhóm máu không tương thích, cái tự nhiên mình về mình làm ô sùm rồi mình đòi chia tay ly dị rồi tùm lum tùm la, là rõ ràng là anh Vũ là cái người sai thứ hai trong cái câu chuyện này, là cái người quá nóng vội, quá tin người, đúng không quý vị? Và tiếp theo cái người sai thứ ba đó là cái cô vợ của sai ở một cái chỗ đó là thay thay vì á, cổ có thể là cổ khuyên chồng cổ từ từ, nhưng mà đằng này á, cổ chỉ nói bằng lời nói mà ngay lúc đó cổ không chịu đi xét nghiệm ADN liền để mà cho chồng cổ tin là cổ trong sáng, mà cổ lại nói bằng lời nói. Nhưng mà cái người đàn ông khi mà đang nóng lên, bây giờ mình có nói bao nhiêu họ cũng đâu có nghe. Cái họ cần đó là cái bằng chứng để cho họ biết được rằng là ADN của cha con như thế nào, nhưng mà cổ lúc đó cổ lại không đi xét nghiệm ADN. Mãi cho tới sau này á, khi mà cái anh Vũ anh quay về để mà anh muốn đòi lại cái căn nhà 200 mét vuông á, anh muốn lấy cái cớ là hai người không phải cha con ruột để mà đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà để lấy lại cái nhà đó, giành tài sản đó, thì khi đó cổ với lại con gái cổ mới quyết định là đi xét nghiệm ADN. Còn ngày đó ngày xưa lúc con bé 6 tuổi thì lại không chịu đi xét nghiệm sớm đó, thì rõ ràng cái người sai thứ ba là cô vợ. Và thưa quý vị, đó là cái câu chuyện, và cái người vô tội là con bé Tỏa. Có nghĩa là ngay từ đầu tới cuối nó không hề biết cái gì cả, nó lớn lên trong cái sự là thiếu tình thương của người cha và cũng như là gia đình đổ vỡ, cho nên là cái người đáng thương trong câu chuyện này là con bé Tỏa ha. Thì thưa quý vị, là câu chuyện này là câu chuyện có thật xảy ra trong một cái gia đình ở bên Mỹ, và được kể lại từ một cái chị hàng xóm, người cũng gần như là trong cuộc chứng kiến và cũng như là theo dõi con bé Tỏ từ lúc lớn cho đến khi trưởng thành, cũng như là người đã từng can thiệp, từng khuyên can anh Vũ trong cái chuyện là đuổi con đuổi vợ ra khỏi nhà đó. Thì thưa quý vị, là đến đây thì video cũng xin phép được khép lại, và rất cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị cô chú anh chị thấy video hay, có thể là nhấn like hoặc subscribe đăng ký kênh.
Hoặc quý vị có những cái ý kiến đóng góp thì có thể để dưới một comment bình luận bên dưới video này quý vị nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình ở một video kế tiếp.